áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series Học nhanh nhiều lâu cùng Vietjet. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung trọng tâm trong bài thơ Tiếng Gà Trưa của tác giả Xuân Quỳnh. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần một lớn tìm hiểu chung. Thứ nhất, về tác giả. Tác giả Xuân Quỳnh sinh năm 1942 và mất năm 1988. Tên khai sinh của bà là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Quê quán của bà ở làng La Khê, ven thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Bà xuất thân trong một gia đình công chức và sống cùng với bà nội. Các tác phẩm của bà thì chủ yếu viết về tình cảm gần gũi bình dị, những dung cảm và khát vọng của trái tim phụ nữ. Năm 2001, Xuân Quỳnh được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Chúng ta có thể kể đến một số những cái tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh như là Bầu Trời Trong Quả Trứng, Con Yêu Mẹ, Những Chuyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi. Đây là một số những cái tác phẩm mà chúng mình có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn về phong cách nghệ thuật, về phong cách sáng tác của một tác giả này, của tác giả Xuân Quỳnh. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về bài thơ Tiếng Gà Trưa. Thứ nhất, về hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ, thì bài thơ được sáng tác vào thời kỳ đầu kháng chiến chống Mỹ. Xuân Quỳnh đã tham gia kháng chiến. Bài thơ thì được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào năm 1968. Về thể thơ, thì bài thơ được viết theo thể thơ 5 chữ. Nhan đề Tiếng Gà Trưa thì nó gợi ra một cái âm thanh quen thuộc của xóm làng, gợi nên những kỷ niệm về tuổi thơ đầy êm đềm và cũng là lý do để người cháu cầm chắc tay súng. Tiếp theo, về phần bố cục thì chúng ta có thể chia cái bài thơ này làm 3 phần. Phần thứ nhất là khổ thơ đầu tiên, ở đây là tiếng gà trưa trên đường hành quân, hoàn cảnh gợi về những kỷ niệm tuổi thơ. Và đoạn thứ hai là 5 câu tiếp, ở đây 5 khổ tiếp theo thì tiếng gà trưa đã gợi những cái kỷ niệm thời thơ ấu. Và 2 khổ còn lại là tiếng gà trưa gợi những suy tư trong lòng người cháu. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu chung. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về bài thơ này. Thứ nhất, Tiếng Gà Trưa, hoàn cảnh gợi về những kỷ niệm tuổi thơ. Hoàn cảnh thì trên chặng đường hành quân, lúc dừng chân ở bên thôn xóm, chợt nghe tiếng gà nhảy ổ, thì tiếng gà đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho nhân vật trữ tình. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Sao động nắng trưa ở đây là phá tan cái không gian yên tĩnh, cái không khí yên tĩnh của buổi trưa nắng. Bàn chân đỡ mỏi là giảm bớt đi cái sự mệt mỏi lúc hành quân. Và gọi về tuổi thơ là gợi về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Ở đây ta thấy điệp từ nghe được điệp lại tới 3 lần, cộng với phép tu tự ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, khiến cho bài mạch thơ trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Thứ hai, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiếng gà trưa gợi những kỷ niệm thời thơ ấu. Điệp từ tiếng gà trưa mở đầu ở các đoạn thơ được lặp lại đến 4 lần. Điệp khúc gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, những kỷ niệm về đàn gà, về quả trứng, về người bà và về bộ quần áo mới. Đầu tiên là những kỷ niệm về đàn gà mái. Bầy gà với đủ màu sắc sặc sỡ, cộng với ổ rơm hồng những trứng. Ở đây, tính từ hồng, trắng, óng đã gợi ra cái bức tranh về đàn gà đầy lộng lẫy. Phép tu từ so sánh lông gà, màu nắng là hình ảnh con gà mái với bộ lông mượt mà và rực rỡ. Điệp từ này là lưu ý người nghe để tưởng tượng. B là những kỷ niệm đáng nhớ về bà. Cháu nhìn gà đẻ trứng thì bị bà mắng, tay bà khum khum soi trứng, bà dành dụm chất chiêu từng quả trứng cho con gà mái ấp và lo sợ sương muối sẽ làm cho đàn gà bị toi. Cứ hàng năm, vòng quay đều đặn của thời gian, nỗi âu lo và mong mỏi của người bà. Mục đích là để bà quan tâm, lo lắng cho cháu. C, đó là ký ức về bộ quần áo mới. Người cháu vô cùng háo hức và vui sướng khi mà được nhận món quà từ bà. Chiếc quần cháu go rộng đến quét đất, chiếc áo trúc bâu rộng thùng thình. Khi đi lại thì nghe tiếng soạt soạt, tiếng sột soạt.
bộ quần áo mới được đổi bằng tiền bán gà những sớm hôm của bà nên trở nên vô cùng là quan trọng. Bộ quần áo đấy là công sức, là tình yêu thương của bà dành cho cháu. Và bộ quần áo đấy cũng khiến cháu xúc động và càng biết ơn, yêu thương bà nhiều hơn. Phần 3, đó là tiếng gà gợi ra những suy nghĩ. Đầu tiên là đem lại niềm vui cho đứa cháu, gợi ra những kỷ niệm bên gia đình, bên làng xóm thân thuộc và người bà tân tạo. Đàn gà với những quả trứng hồng xuất hiện trong những giấc mơ của người cháu. Như vậy, tiếng gà đã đi sâu vào tâm thức và trở thành một phần thiêng liêng trong ký ức của người cháu. B. Tiếng gà là động lực của người cháu chiến đấu được thể hiện ở khổ thơ cuối cùng. Điệp từ vì nhấn mạnh đến các cái lý do mà người cháu cầm chắc tay súng. Phạm vi chiến đấu càng ngày càng thu hẹp, tổ quốc, xóm làng, người bà, tiếng gà và ổ trứng. Kết thúc bằng tiếng gà, tiếng gọi thối thúc bản thân đấu tranh vì độc lập tự do của nước nhà. Tất cả những điều đó đã thể hiện một cái chân lý, đó là lòng yêu nhà, lòng yêu làng xóm, lòng yêu miền quê chính là lòng yêu tổ quốc. Ở đây ta đã thấy một quy luật tình cảm, đó là tình cảm gia đình sâu sắc làm thêm nên cái tình yêu quê hương, yêu đất nước. Lòng yêu nước là những là gì? Là những gì mà nhỏ bé, gần gũi, bình dị và thân thuộc nhất với cuộc sống của mỗi người. Cuối cùng chúng mình sẽ đi đến phần 3 lớn, tổng kết lại những giá trị đặc sắc về mặt nội dung và nghệ thuật trong văn bản này. Thứ nhất, về mặt nội dung thì tiếng gà trưa đã gọi về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước. Về nghệ thuật thì thể thơ 5 chữ diễn đạt tình cảm tự nhiên, hình ảnh thơ bình dị và chân thực. Tác giả đã sử dụng những điệp từ hết sức là linh hoạt và đầy sáng tạo. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu những nội dung trọng tâm và quan trọng nhất trong bài thơ Tiếng Gà Trưa của tác giả Xuân Quỳnh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.